Ok, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì trong cái buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích về cái thị trường crypto, cập nhật qua một chút về cái biểu đồ của Bitcoin nhé. Rồi, hiện tại thì mình đang bật cái biểu đồ của Bitcoin lên và chúng ta sẽ cùng nhau phân tích qua một chút nhé. Rồi, thì hiện tại thì Bitcoin của chúng ta đang giao dịch ở mức 42.232 và hiện tại thì với cái quan điểm của mình thì Bitcoin nó vẫn đang ở trong một cái vùng nó rất là nhạy cảm nhá. Đó, về trên cái khung D1 thì Bitcoin của chúng ta đang thể hiện một cái xu thế mà nó đang lưỡng lự, và ở cái giai đoạn này thì Bitcoin của chúng ta thì hoàn toàn chúng ta sẽ phải cẩn thận ở những cái vùng sau. Với cái cá nhân của mình thì ở trong những cái vùng này thì mình vẫn đang đứng ngoài và mình sẽ chờ cái phản ứng của Bitcoin nhé. Đó thì với cái quan điểm của mình thì tại trên cái khung D1 thì cái điều kiện tối thiểu mà để nó xác nhận được xu thế tăng ấy, thì Bitcoin của chúng ta sẽ cần phải vượt qua cái đỉnh cũ gần nhất của nó là vùng 45.300, và cái điểm 45.300 này thì sau khi mà Bitcoin chúng ta cần phải vượt qua thì mình mới xem xét để chúng ta có vào hàng hay không. Còn ở những cái giai đoạn này thì mình sẽ đứng ngoài và mình sẽ quan sát về cái đường giá của Bitcoin xem nó sẽ chạy như thế nào đó, và trong cái sóng này thì các bạn sẽ hoàn toàn phải bật những cái khung nhỏ lên và chúng ta sẽ nhìn ra và chúng ta sẽ kỳ vọng được rằng trong cái sóng này thì cái mục tiêu ở trên cái khung ngắn đấy ngắn hạn ấy thì Bitcoin nó cũng sẽ test lại cái vùng 39.000 đó, vùng 39.000 đô nhá. Thì cái vùng này là một cái vùng mà các bạn sẽ cần phải xem xét, tại vì ở trên cái khung H1 thì Bitcoin nó đang có dấu hiệu xấu, và cái vùng 39.000 thì có thể là trong vòng 1 đến 2 hôm tới thì Bitcoin có thể rớt về về cái vùng này đó, và tại đây thì chúng ta sẽ chờ cái phản ứng giá của nó xem nó sẽ như nào. Đấy, thì với bản thân của mình thì vẫn khuyên anh em rằng ở trong cái đoạn này thì nếu như anh em holder nhá, nếu như em holder thì chúng ta giữ nguyên cho mình đến cuối năm. Còn với như anh em mà chúng ta chơi an toàn và chúng ta cần bảo vệ cái tài khoản của mình ý, thì giai đoạn này chúng ta cần phải chờ thêm những cái dữ liệu, hay là chúng ta sẽ chờ thêm cái việc chạy giá của Bitcoin thì chúng ta mới cân nhắc chúng ta có vào hàng hay không. Còn thật sự với như anh em lướt sóng hoặc là với như anh em mà chúng ta chơi an toàn ý, thì những cái thời điểm này là những cái thời điểm mà chúng ta không nên giao dịch thì nó sẽ an toàn cho tài khoản của mình hơn. Và anh em sẽ phải nhớ rằng trong cái thị trường crypto hay là bất kể trong cái thị trường tài chính ý, đôi khi chúng ta không giao dịch ý, nó sẽ tốt hơn là so với việc mà chúng ta cứ giao dịch để chúng ta kiếm lợi nhuận. Tại vì có những cái thời điểm mà chúng ta thị trường nó không đẹp để cho chúng ta ra cái quyết định chúng ta có nên mua hay không. Và với bản thân của mình thì đây là cái giai đoạn như vậy. Đây là cái giai đoạn mà mình không thể ra được cái quyết định rằng có nên mua hay bán coin. Thì cách tốt nhất là mình sẽ đứng ngoài. Đó, và cái quan trọng là anh em sẽ chọn cho mình ở những cái cách chơi và những cái chiến lược chơi. Chúng ta là một trader hay là chúng ta một người holder, chúng ta là một người thích chơi nó mạo hiểm hay là chúng ta thích chơi an toàn, thì như vậy thì sẽ ra cái quyết định nó sẽ tốt hơn nhá. Rồi, đó về cái tình hình của Bitcoin thì trên cái khung nhỏ thì Bitcoin có xu hướng xuống vùng 39.000 đó, còn tại khung lớn thì trường hợp xấu nhất thì chúng ta sẽ nhìn thấy Bitcoin giao dịch ở mức 34.000, và cái trường hợp xấu nhất thì mình sẽ không mong muốn nó xảy ra, tại vì nếu như nó xuống vùng 33 34.000 thì sự là những cái đồng ăn coin chúng ta sẽ bị giảm rất là sâu đó. Và nhớ cho mình, như anh em nào đang holder nhá, giữ nguyên nhá, và chúng ta đợi cuối năm. Còn như anh em nào mà chúng ta chưa an toàn, chờ thêm dữ liệu được không? Rồi, và đấy là một cái bản cập nhật qua một chút về thị trường. Còn hiện tại trên khung D1 thì chúng ta chưa thấy được cái xu thế tăng của Bitcoin quay trở lại đâu, và nếu như anh em nào bảo rằng đây là cái vùng mà Bitcoin xác nhận xu thế tăng trên khung D1 thì hiện tại là chưa nhá. Chúng ta sẽ chờ thêm dữ liệu và có cái thông tin gì thì mình sẽ update lên trên cái Telegram của Chaincoin Net 4.0, và trên trên đó thì chúng ta sẽ cập nhật những cái thông tin nhanh nhất nhé. Rồi, và video ngày hôm nay trong cái buổi sáng hôm nay thì mình sẽ cập nhật nhanh như vậy thôi, và chúc anh em trong cái mùa sóng này chúng ta có thể gia tăng được cái tài sản của mình và chúng ta kiếm được thật nhiều tiền nhé. Bye bye mọi người.